cần tiền con trích ra để bố thí đi chùa làm phước rồi ít phần còn lại thì con xài vào việc mua quần áo mua xe mua những thứ con thích hoặc để dành lúc ốm đau bệnh tật từ sư như vậy có còn gọi là tham không con sống biết đủ có cũng được mà không cũng được ăn uống thì con chỉ cần no là đủ không cần phải đồ ngon mắt gì cả con chỉ ham có nhiều tiền để làm phước. Như vậy con có bị ràng buộc với tầm tham không? Quý vị biết tại sao mà sư thường đề nghị quý vị thực hành tứ niệm xứ không? Bởi vì khi chúng ta thực hành tứ niệm xứ đó, chúng ta sẽ có cơ hội thành thật với chính mình. À, sư không có đề nghị sư không có trách quý vị là mình sống dối trá sống giả tạo à, nhưng mà như thế này có khi đó cái tâm tham ấy, nó ẩn dưới nhiều cái lớp vỏ bọc và nó sẽ đưa lên những cái lý do để nó biện minh cho chính mình mà nếu như mình không thực hành tứ niệm xứ mình sẽ bị nó thuyết phục, uhm, tôi tha anh. tôi cần uhm, bởi vì bởi vì như thế này, bởi vì như thế kia uh, thì là tại bởi mình sẽ có rất nhiều những cái lý do để mình biện minh cho chính tập tháp của mình. Uhm. Thành ra đó cái lời đề nghị của sư là quý vị nên thực hành tứ niệm xứ, bởi vì khi thực hành tứ niệm xứ chúng ta sẽ thành thật với chính mình, tham biết là tham sân biết là sân và khi mình biết nó có đó thì mình mới có phương pháp mình giải quyết với nó ừ. à, người cư sĩ tại gia thì à, quý vị vẫn có quyền nha vẫn có quyền đi làm kiếm tiền và hưởng thụ cái thành quả lao động của quý vị không ai cấm hết và bản thân đức phật cũng khẳng định là bản thân các dục nó cũng có vị ngọt ví dụ như người ta cảm thấy là hạnh phúc khi mà người ta kiếm tiền người ta cảm thấy hạnh phúc khi người ta tiêu tiền người ta cảm thấy hạnh phúc khi người ta hồi tưởng lại nhớ lại những cái ký ức đó à, thành ra là bản thân nó cũng có hạnh phúc tuy nhiên cái hạnh phúc đó nó không có dài lâu và nó phụ thuộc vào rất là nhiều thứ người cư sĩ tại gia đó đương nhiên là vẫn có quyền vẫn có quyền đi kiếm tiền và tiêu tiền à, Đức Phật đề nghị như thế này nè cái tiền của mình ấy muốn mà được sống hạnh phúc ấy nên chia ra làm bốn tùy mỗi bài kinh mà cái lời đề nghị nó có thể khác nhau một tí xíu à, cái thứ nhất ấy, là mình à, dành cho bản thân ví dụ như quý vị muốn ăn uống cái gì đó thì ăn uống à, muốn tiêu cái gì đó thì tiêu cứ xài một phần tư trong cái số mà mình kiếm được à, quý vị còn một phần tư ấy, là để quý vị phụng dưỡng cha mẹ Ừ. Báo đáp cái ơn dưỡng dục của cha mẹ Một phần tư còn lại Là để quý vị Chu cấp cho vợ con Con cái đi học bỉm sữa Các thứ Rồi có khi là vợ thì cũng phải mua đầm Rồi mua trang sức Mua nữ trang, mua mỹ phẩm cho vợ à, Rồi như thế nào đó Nói chung là để chu cấp cho vợ con Hết 3 phần tư rồi nhưng mà ít nhất trong đó có một phần tư của mình, một phần tư còn lại đó là để dành làm phước, Nha. quý vị làm phước cúng dường à, và trong um, ngạ quỷ sự à, không thiên cung sự trong thiên cung sự chú giải chuyện thiên cung ấy à, thì có một cái uh, lời đề nghị như thế này đó là đừng có đem tất cả tài sản của mình ra mà làm phước ừ quý vị nghe có thể là có sao lạ vậy làm phước có nhiều loại mà sao bây giờ mới nghe cái chuyện cái lời khuyên à, bởi vì tùy người ha tùy người có những người đó mà nếu như mà cái đức tin họ không có mạnh ấy và họ cái việc bố thí họ không có đủ mạnh thì cái việc mà họ dốc hết tài sản của họ ra để họ làm phước họ bố thí thì nó sẽ dẫn đến cái chuyện là họ bị Túng thiếu Họ bị ngặt nghèo bởi vì khi đó họ sẽ không đủ khả năng Họ nuôi bản thân họ Họ không đủ khả năng để họ Xoay vần trong cái công việc của họ Xoay cái Gọi là xoay dòng vốn ấy. Họ không có đủ khả năng đó Rồi cái cuộc sống của họ sẽ trở nên Bị nguy hiểm, bị đe dọa bởi vì họ không đủ tiền Họ sẽ rất dễ dẫn đến Một cái trạng thái là họ hối hận Vì việc họ đã làm Mà quý vị biết rồi khi chúng ta hối hận vì cái việc chúng ta bố thí đó thì đời sau có của không dám xài, của vậy thì mình giàu để làm cái gì? bố thí hết tài sản để chi rồi mình hối hận rồi đời sau có của giàu nứt đố đổ vách mà xài thì không dám xài như vậy nó uổng cho nên đó là lý do có, có cái lời khuyên như vậy và Đức Phật cũng nói tài sản có thể đi kiếm tiêu thì chia ra làm bốn nhờ như vậy quý vị sẽ được hạnh phúc ừ.